Ok, bắt đầu livestream trận đấu đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, trận bán kết ở nội dung đôi nam. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi vận động viên Huy Con và đồng đội đánh cho đơn vị Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Phía sau màn hình là cặp đôi Ngọc Anh đánh cho đơn vị Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Điểm số 1-0 cho đôi của Ngọc Anh. Cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân. Đó là pha cầu ngoài. Sắp đánh lượt trận sau, Quốc Học và Vũ Thiết sẽ đều đánh ạ. Lượt trận sau sẽ là bán kết đôi nam. Hai trận. Đập đôi điểm 2-4 cho Trung tâm Thể dục Thể thao. Đập cầu rất mạnh từ Ngọc Anh. Cảm giác tốt thế nhở, ăn rồi. Quá hay. Phía gần màn hình của chúng ta là Trung tâm Thể dục Thể thao. Phía xa màn hình là Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Rồi, tốt. Tránh thì kéo ngoài đấy. Em hơn nào. Rất nhiều người đang mong muốn, đang mong chờ những trận đấu này. Và họ còn đang lang thang ngoài kia, họ không biết tìm nó ở đâu. Cầu ngoài. Hôm nay tất cả những trận đấu hay nhất. Ngọc Anh chấp một tay à? Ngọc Anh hay thế nhỉ. Ngọc Anh sợ thật, đánh anh cũng hơi lo lắng. Lại lôi rồi. Buổi tối sẽ về ăn sau. Nhưng mà yên tâm là vẫn có sức để bình luận. Nếu mà mọi người giúp cùng chia sẻ nhiều một chút thì còn có nhiều năng lượng hơn cả ăn cơm. Mà mong muốn rằng đây là trận bán kết rồi, rồi tí nữa là chung kết. Mong muốn rằng tất cả mọi người, thật nhiều người được xem và thưởng thức những trận đấu này. Bên kia dồn vào vận động viên áo đỏ rồi. Vẫn Trung tâm Thể dục Thể thao. Mà tại vì bạn đánh cùng Ngọc Anh thủ hay thế nhờ, bọc tốt thật. Ngọc Anh bọc quá tốt luôn. 9 đều. Áo đỏ công yếu ấy nhỉ. Không. Hay quá. Dồn vào áo đỏ rồi. Anh Long Phèn còn mạnh. Anh Long Phèn mạnh lắm cô ạ. Quốc Học mà còn. Đôi của Huy Con rất đều. Cài lưới rất khéo. Thủ cầu hay quá nhờ. Nhưng không biết có bò ra sân được không. Livestream này, mình tin rằng cái livestream này sẽ mang đến cho mọi người những pha cầu hay và mãn nhãn. Mọi người có thấy bên kia dồn hết vào áo đỏ không? Nhưng mà áo đỏ đánh cũng khá hay, chỉ là hơi yếu so với Ngọc Anh thôi. Ôi rồi ôi. Rồi, bấm cầu rất hay. 16-15, rất cần thiết. Hay thế nhờ, cơ hội đập cầu. Sao non Ngọc Anh không đập nhờ. Khéo thế. Dã thôi em ơi. Ôi rồi ôi em ơi là em. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy dồn tất vào đỏ. Ok, em chào anh Trần Tiến Lực nha. 20-17. Đập cầu tốt từ Ngọc Anh.
Hay quá, ăn rồi. Tốt. 19-20. Cố lên. 20 đều nào. Không sao, Ngọc Anh nó không bị tâm lý đâu ạ. Nhưng mà thực sự là áo đỏ đánh không được mềm dẻo lắm, đánh hay lôi. Một pha cầu khá may mắn của cặp đôi đến từ trung tâm thể dục thể thao. Điểm số 21-19. Cài cầu rất lắc với điểm số 21-19 nha. Phát cầu tốt, đó là một pha bỏ cầu sai lầm của Ngọc Anh. Điểm 3-0. Điểm 4-0. Đúng rồi, hay lắm. Chuẩn bài rồi. Cứ đánh như Giang ấy, lên bắt lưới thôi để Ngọc Anh đằng sau va thì ăn. Điểm 5-1 cho trung tâm thể dục thể thao. Họ đang có ưu thế. Hay phết nhỉ, 18 đều. Nông Lâm cố lên. Ngoài sân. Đội điểm 26 cho Ngọc Anh Hiếu. Hiếu và Ngọc Anh. Có lỗi từ Ngọc Anh rồi, hơi vội vàng rồi. 72 cho đội thứ hai. Chém cầu vào lưới từ Huy Con. Đội điểm 37 cho Đại học Nông Lâm. Anh vừa giảng. Em chưa. Bốn bảy cho Đại học Nông Lâm. Một pha bấm cầu vào lưới của Huy Con. Ok cô ơi, Quốc Học con sợ xe này không đánh được đâu. Nên là có lẽ con sẽ quay trận khác. Còn trận Quốc Học sẽ quay lại bằng điện thoại, chứ không trực tiếp đâu. Nếu mà diễn ra đồng thời thì con sẽ quay trận kia. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo. Ngọc Anh Hiếu cố lên nào. Ngọc Anh với anh Hiếu. Đơn số 3 bán kết 2 rơi ra Giang Mạnh Đại Từ. Mạnh Thành của Gia Thép. Vẫn còn, Ngọc Anh thủ hay quá nhờ. Lỏng thôi. Ăn chưa? Đập rất gắt từ Ngọc Anh, hay lắm. Rồi điểm số sắp san bằng rồi. Sân số 1 bán sân 1 đơn nam tải của công ty Trần Đức Long, thiết của Đại học Nông Lâm. Thiết và Khải, trận đấu rất hay. Mệt lắm rồi.
Ok, trận đấu thứ hai điểm 7 đều cho Ngọc Anh Hiếu. Vũ Thiết sẽ gặp Khải Bùi sau ít phút nữa. Có ai biết Khải Bùi là ai không? Có ai muốn xem trận của Khải Bùi và Vũ Thiết nào? Có anh em nào ở Bắc Cạn không? Lỗi rồi, Ngọc Anh kìa, bọc dã man thật. Đó, tiếp tục là một pha bỏ cầu sai lầm của Ngọc Anh. Điểm 8-7. Hello anh, Đại Từ là trận của Quốc Học đấy ạ. Nhưng em rất muốn bán kết 2 đơn nam Đức Long của Đại Từ, Học của Đại Từ, hai vận động viên chuẩn bị. Ok, anh Duy Nguyên sẽ ưu tiên trận Khải Bùi. Bởi vì Quốc Học rất mệt rồi, em sợ rằng Quốc Học không đánh được đâu. Anh em nào cổ vũ cho Khải Bùi, chia sẻ cái livestream này ngay. Hay lắm. Cho tài sân 1 lấy biên bản. Ok, Khải Bùi đang dạo Vũ Thiết rồi. Trọng tài sân 3 đang thi đấu. Long Học chưa đánh đâu anh ơi. Trọng tài sân 3 đang thi đấu đi. Cầu lỗi rất đáng tiếc từ Ngọc Anh. Ok, điểm 9 đều. Ok, tí anh sẽ quay Khải Bùi cho anh em Bắc Cạn xem. Khải Bùi gặp Vũ Thiết. Trời ơi, phí thế à anh ơi. Lỗi nhiều quá nhỉ. Hết nửa set đấu này thì ông kìa. Tỉnh táo của ngoài sân. 12 đều trong đấu thứ hai.
Người hai đều. Cô học chưa đánh nha chị Trần Phượng ơi. Nói chung là mọi người cũng trận quốc học có thể Hùng sẽ không ly đâu. Thực sự mọi người xem trận buổi chiều thì biết quốc học và tình trạng như nào rồi. Thậm chí đi còn mệt chứ đừng có nói là đánh với Long Phèn. Người 3-12 cho trung tâm thể dục thể thao. Chung kết nam nữ chứ anh ơi. Chung kết nam nữ đôi của Đại học Nông Lâm thua mất rồi. Ok, rất nhiều người mong muốn học hồi sức nhưng thực sự nếu mà học thể lực đủ thì sẽ đánh ngang với Long Phèn. Còn với tình trạng hiện tại thì không thể ăn được. Cầu ngoài sân 14-12. Nếu mà quốc học thắng được Long Phèn thì quốc học là thành gióng. Thật sự thành gióng nhập luôn. Về cầu rất tự tin từ quốc từ Ngọc Anh. Điểm 13-14. Ok, trận đơn tí nữa Hùng sẽ ấy nha. Trận đơn thì điểm đang là 7-3 cho Vũ Thiết. Hùng cũng xác định rằng trận đấu này Vũ Thiết sẽ thắng. Bên kia dồn hết vào anh Hiếu rồi, dồn hết vào đồng đội của Ngọc Anh rồi. Thực sự cửa thắng trận này là hơi khó. Bởi vì đôi của Hy Con đánh rất đều. Điểm đang là 10. Tỉnh táo đấy, tốt, cầu ngoài sân 14-15. Ngọc Anh cố lên, Hiếu cố lên. Tân số 2 đơn nam. Hay thế nhỉ. Long Đại Từ gặp Họng của Đại Từ. Quá tuyệt vời em ơi. Đập có chết không? Không chết nữa thì thôi đấy. Rất tỉnh táo. Cầu ngoài sân. Ngọc Anh đánh trận xuất thần, không phải xuất thần đâu. Ngọc Anh đánh quá kinh khủng. Chỉ biết nói thế thôi. Đánh đôi hay thật. Ngọc Anh đánh với anh Lê Trí Hiếu. Anh cùng trường. Phát cầu tốt cho cặp đôi Ngọc Anh. Trọng tài xác định cầu tới. Cầu ngắn à. 16-15. Ngoài sân 16 đều. Chào mừng mọi người đến với trận bán kết đôi nam nhá. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi đến từ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ngoài sân. Điểm số 17-16 cho cặp đôi Ngọc Anh Hiếu. Cố lên nào. Cố lên thôi. Mười bảy mười sáu ăn xét hai đi. Xét ba đánh bon là sẽ ăn. Anh Hiếu có vẻ thi đấu ổn định hơn rồi. Quá tuyệt vời. Mà Huy Con đã lật lưới rồi mà Ngọc Anh vẫn có thể khều lên được. Dã man. Hay lắm anh ơi.
không qua lưới. Hiếu Ngọc Anh đập rồi. Ôi ăn rồi. Kết thúc trận đấu thứ hai, chiến thắng cho cặp đôi đến từ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ngọc Anh quá xuất sắc, cố lên em, còn một set nữa thôi. Ok, cầu trong sân, điểm 6-4. Mọi người ơi, mọi người, cũng không nghĩ rằng Quốc Học lại có thể làm được điều đó. Quốc Học đang thi đấu với Long Phèng ở trận bán kết và bạn ấy đang dẫn điểm số 13-7. Quốc Học khỏe dã man thật, vừa mới đánh một trận sống chết với Quán Anh Tùng mà bây giờ có thể vào tiếp Long Phèng luôn. Hay lắm. Ngọc Anh hay thế nhỉ. Ua. Ăn rồi. Ôi rồi, phí thế. Trận đơn em đang quay lại ở bằng máy rồi. Mọi người sẽ được xem lại nhá. Điểm số đang là 13-9 nghiêng về Quốc Học. Trận đấu thứ nhất.
Quả cầu rất may mắn của đội trung tâm thể dục thể thao. Điểm săn bằng 6 đều, bằng đội kia đang dồn vào anh Hiếu, Chí Hiếu. Thì cầu rất hay. Hay rồi, rất tốt. 7-6 cho Đại học Nông Lâm. Ok, nốt trận này quay sang trận học nhá. Nốt trận này thì chúng ta sẽ được xem trận set 2 của trận quốc học nhá. Set 1 thì Vũ Thiết đã ăn anh Khải Bùi với điểm số hình như là 21-15. Set 2 thì Khải Bùi đang dẫn trước 4-3. Ok, Hùng giữ ý kiến của mọi người nên Hùng sẽ giữ nguyên máy quay ở trận đôi này. Trận Long với Học điểm số sắp san bằng rồi, 12-13. Long Phèn ghi điểm liên tục. Quốc Học nói chung là nhìn cũng oải lắm rồi mọi người ạ. Nhìn Quốc Học oải lắm rồi. 14-12 cho Quốc Học nha. Trận đấu này điểm số đang là 7 đều. Trận Khải Bùi với Thiết thì điểm đang là 5 đều nha. Trận đầu thứ hai hết rồi. Trận Quốc Học là set 1. Vâng, trận bán kết, trận này có thể nói là chung kết sớm đôi nam. Cầu lỗi từ Vicon, điểm 8-7 cho Đại học Long Lâm. Phía bên kia trận đấu giữa Quốc Học và Long Phèn rất căng thẳng, điểm đang là 13-14. Ngọc Anh đánh hay vãi trưởng. Điểm 9-7. Ok, Giang Lít, Ngọc Anh tách kiểu không có ai cặp với Dương ấy, nên là tách Giang ra cặp với Dương. Nhưng mà tách Giang ra cặp với Dương thì lại thua ở vòng ngoài mất rồi. Chứ nếu mà Giang với Ngọc Anh cặp với nhau thì chắc chắn là nhất. Tại vì Dương không có ai cặp cùng bởi vì Vũ Thiết phải đánh đơn anh ạ. Trận đấu giữa Quốc Học với Long Phèn có vẻ Quốc Học mà thể lực nó không sung rồi. Đang bị dâm trước rồi. Trận Quốc Học với Long Phèn là 15 đều. Hôm nay thì Quốc Học dẫn khá sâu, 13-7, nhưng lại bị đuổi ngược. Oh!
rất hay. Điểm 10-13 cho Ngọc Anh Hiếu. Chung kết đôi nam nữ Kỳ Hiền của thành phố Thái Nguyên, Long Linh của công ty Trần Đức Long. Ngọc Anh quá hay và tự tin. Ngọc Anh xem có cân được trận này không nhá. Ok, anh Thiêm Hải, anh Phú bị Quốc Học loại ở tứ kết ạ. Mười bốn mười một chưa biết thế nào đâu. Ngọc Anh cố lên. Ngọc Anh mới nói bao sân mà đánh ra màn thật. Còn trận Khải Bùi và Vũ Thiết thì xét đấu thứ hai. Xét đấu thứ hai điểm đang là 14-11 cho Vũ Thiết. Anh Khải đánh cũng rất hay nhưng gặp phải lối cầu Vũ Thiết thì em nghĩ là cũng không thể qua được xét thứ hai. 15-11 cho Vũ Thiết rồi. Trận của Quốc Học thì xét thứ hai cũng đang là 2-0 cho Long Phèn. Đôi bên kia là đôi Huy Huy anh ạ, Huy con. Bạn áo xanh trước kia là tuyển Việt Nam, nhưng mà bây giờ nghỉ thi đấu chuyên nghiệp hơn năm nay rồi. Nhưng mà nói đánh đôi thì ở trên sân này kinh khủng nhất vẫn là Ngọc Anh. Nhưng mà anh cặp với Ngọc Anh thì lại hơi bị lệch, đánh cầu cứng và lỗi quá. Chán coi nhỉ. Điểm 12-17. Đơn đang đánh rồi anh ơi. Đơn đánh Vũ Thiết set 1 hình như thắng 21-14. Set 2 thì đang dẫn. Set 2 thì đang dẫn 18-11 rồi. Anh Khải thua, không đánh được rồi. Nốt trận này nhá. Nốt trận này thì ông sẽ quay trận đơn của Quốc Học cho mọi người xem. 18-12 rồi. Cánh cửa đi tiếp. Cánh cửa vào chung kết còn rất mong manh. Ngoài sân. Mười ba mười tám. Ngọc Anh vẫn rất quyết tâm. Phải nói chung là kết đôi nữ, tinh thần thi đấu của Ngọc Anh quá đẳng cấp, quá kiên cường. Ngoại hương của doanh nghiệp Nga, hai đôi trở về. Trời ơi anh ơi. Tôi đánh thế thì không thắng được là đúng rồi. Ok, vẫn có sự động viên của các đồng đội, thực sự rất là tuyệt vời. Ngọc Anh đã quá bản lĩnh rồi, bản lĩnh hơn một chút nữa nào em. Rồi, ăn rồi, bon bon tay rồi đánh đỡ hỏng. Đây xếp 3 rồi anh Nguyễn Tuấn ạ. Hello anh Nguyễn Tuấn, hello anh Nguyễn Quang Anh, chào 112 người xem. Mọi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ để Hùng mới ra nếu Hùng lại trận Quốc Học với Long Phèn mọi người xem đúng không ạ. 20 rồi, điểm số cuối cùng rồi. Số 1, chung kết đôi nữ Hương Hiền của Đại học Thái Nguyên, Hoàng Hương của doanh nghiệp Như Nga. Ok, điểm số 21-14, 21-15.
Cặp đôi Ngọc Anh chính thức rời giải đấu với chiếc huy chương đồng.